Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ Mộ Mộ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án Tomcat Inu. Đây là một cái dự án sẽ làm cái dự án Coin Meme. Đấy, Meme Coin. Đây là một cái dự án sẽ chia sẻ, các bạn sẽ nhận được khoảng 1 triệu token Tomcat, khoảng 100 đô la. Đấy thì với lại 400.000 Tomcat cho một rep. Dự án này sẽ kết thúc vào 15 tháng 5. Cũng trả sau 15 tháng 5 nhé các bạn nhé. Dự án này thì chúng ta sẽ chatbot ở trên Telegram. Đây là một cái dự án như kiểu mình gọi là kèo xổ số meme coin ấy nhé mọi người nhé. Đây chúng ta sẽ theo dõi một cái group ở trên Telegram này. Quay lại chúng ta join nốt cái group này nhé. Đấy, ấn vào continue. Đây thì chúng ta sẽ theo dõi Twitter. Red chuyên lại pin the post nha mọi người nhé. Complete thì chúng ta sẽ dán vào profiling. Dự án này thì cũng thấy có 90k thành viên này mọi người. Round 2 nhé, airdrop round 2. Đây là bạn 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 folder của dự án này. Ông này là folder của dự án nha mọi người nhé. Đấy, Tomcat thì họ sẽ đốt khoảng 99% luôn. Đấy thì chúng ta ấn like. Like này. Like này, red chain nhá. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần profile. Chúng ta copy lấy link. Dán vào đây. À, chúng ta theo dõi Facebook và ấn vào Next. Theo dõi Instagram và ấn vào Next. Theo dõi Medium và dán vào profiling. Đây là một kèo giống như kèo xổ số mọi người nhé. Mình thấy là những cái kèo như thế này thì tưởng là những cái kèo quy và những cái kèo xổ số meme coin. Nếu như các bạn đã biết thì meme coin là những cái dòng mà nó có tổng cung khá là nhiều, với lại những cái meme, những cái con vật như kiểu chó mèo rồi tôm Jerry, cái đấy là còn là con mèo, con tôm, con Jerry mình hay xem hoạt hình nhé mọi người. Đây thì mình cũng thấy nó ấy mọi người nhé, cũng thấy nó theo dõi một số sàn dự án ấy, cũng thấy có dự án này cũng theo dõi một số sàn này, cũng thấy nó follow một số sàn như kiểu là Big Mac này, đấy, chút này, Huobi này, OK các thứ này cũng thấy nó theo này, KuCoin này, Gate với Hot Bit này, chắc là nó cũng có connect để lead đấy. Rồi. Tomcat Inu. Ok, chúng ta sẽ vào đây ấn follow này. Quay lại mọi người sẽ vào phần profiling. Chúng ta dán vào đây nhé. Cuối cùng là chúng ta dán ví BEP 20. Nó vẫn sử dụng mạng Binance Smart Chain mọi người nhé. Chúng ta dán ví vào là xong nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ dán vào đây. Mà mình sẽ đổi sang cái ví khác nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ thấy phần balance này, chúng ta sẽ thấy này. Tiếp theo là chúng ta có thể mua ở PancakeSwap, airdrop reward này. Đấy, ở đây, chúng ta thấy cái link nhé. Link thì chúng ta copy lấy link giới thiệu bạn bè các bạn nhé. Mình thấy là nó cũng không có ghi là top bao nhiêu hay là top rep các thứ hoặc là random các thứ đâu. Đấy, nó không ghi mọi người nhé. Đấy, thì mọi người cứ làm một vài ACC để xem là thế nào mọi người nhé. Chứ một ACC mà cho 100 đô là mình có lúc những cái ACC nó cho 1.000 đô các thứ nó cũng ghi thế đấy mọi người ạ. Thế nhưng mà cái giá trị thật của nó là bao nhiêu thì phải lên sàn hoặc là khi nó trả thì mình mới biết được nha các bạn nhé. Có những cái dự án nó nói 1 đô nhưng mà lên sàn thì mình được vài nghìn đô, vài chục nghìn đô phải không mọi người? Đúng như cái dự án ngày trước mình có được một dự án đấy, con đấy là cái con mà UNFI này.
hay là UNFI cái gì đấy mọi người ạ, cũng là điền form rồi cái phép sinh nhật Twitter cũng có vài nghìn flow, 1-2 nghìn flow thôi. Đấy, sau đó không có thấy cái gì ra cái gì luôn, thế là cũng làm một ACC để xem thế nào. Thì sau đấy thì nó cho có 750 đồng, 750 đồng mà một số bạn bán trước ấy, thì bạn của mình bán trước ấy thì nghe bảo được 22 đô. Đấy thì mình cũng lên định bán 22 đô mà thấy nó ít quá thế là không bán. Thế mà 2 tuần sau là nó lên mà bán được mà không biết là tiền nó ở đâu ra luôn mọi người ạ. Nó add pool thế nào mà lên bán được 40 mấy đô một đồng. Hay sao á? Mà cái đợt đấy 750 đồng thì các bạn cứ nhân đi. Đấy, hình như là có một số bạn bán đỉnh được 12.000 đô. Có những cái bạn thì bán ít hơn thì được 3-4.000, có những cái bạn thì được 7-8.000. Đấy, nhưng mà bạn bán đỉnh nhất là được 12.000 đô. Bạn ấy bảo là em muốn theo anh cái dự án này và em cũng có nhận được 750 đồng. Mà hôm đấy thì mình bán ở trên PancakeSwap thì nó không cho bán nhiều, nó chỉ bán 5 hoặc là 10 đồng thôi. Thế nhưng mà các bạn bán ở trên sàn gì nhỉ? Uni hay cái gì? Không phải Uni. Sàn gì ấy mà nó cho bán một lệnh luôn. Đấy, tức là 43 đồng là nó bán một lệnh luôn. Là một lệnh là nó được 12.000 đô luôn, chứ còn mình bán ở trên này thì cứ bán lẻ tẻ ấy. Có những cái đồng thì nó cũng được 5 đồng thì được 100, hơn 100 đồng ấy. Đấy, kiểu là hơn 100 đô ấy. Đấy, thì cho nên là không nói trước được cái gì mọi người ạ. Mình phải khẳng định là như thế luôn. Không nói trước là cái gì, nó nói cho 1 đô nhưng mà lên được 10.000 đô cũng có. Nó nói 100 đô mà xuống cuối cùng được 0,1 đô cũng có. Đấy, cho nên là mọi người cố gắng làm thêm một cái ACC dự án này nhé. Link mình sẽ để bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cùng mình và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.